Còn chuyên quan như điều học là quý tránh xa khi dễ uống rượu và các chất say. Bà na ti bà ta quê rama nhà sức khả bà đăng samariyami. Con xin vân giữ điều học là quý tránh xa sự sát sanh. Adinna dana quê ramani sukha badang samadhiyami. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicca chara quê ramani sukha badang samadhiyami. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Usawada quê ramani sukha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me rayamat chappa ma dattana quê ramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Imani bằng chasika bhadani sa tu kang ka tuang a pama de nani chaka lang samarak thi tap bằng khi bậc tử sau khi tọa thì tam quy và ngũ giới nó đảm bảo rồi, với đấng nguyên duy thành theo chỉ được trong sạch đừng có dễ vui. A ma phàn tê, dạ chúng con xin vâng. Chỉ lệ na su ca tin doan ti chỉ lệ na phu ca sam bát đa chỉ lệ na ni phu tin doan ti đa ma si lăng quỷ số hát về các chúng sinh đã sinh về cõi trời cũng nhờ giữ giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ giữ giới được giải thoát nhâm niết bàn, cũng nhờ giữ giới bởi các ấy cho nên chư Phật tử có năng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhờ. Sa thu lành thai. Dạ con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã truyền tam quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Dạ sau đây con xin đọc phần sám hối Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Uttamang ghe na hoàn đề hằng bà đa bằng sùng qua uttamang bút thể vô ca li tô đô sô bút thô ca ma tú tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần vì chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng thâm mạnh cho đu vi thằng qua thằng thâm mê vô ca li tô đô sô thâm mô kha ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng sang khanh cha đu vi thốt ca măng sang khề vô ca li tô đô sô sang khô ca ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ con kính dân mít trở lại cho Ngài để Ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Sẽ đặt mình mê bụt thá sẽ thô thà rì bụt tô sẽ đặt tí nè hoa mà ẩn xê mộc gà la nô phù rà tô bí đà ca tế dân bạch tí mê mà mạ a nan đô khi nà sa hoa cho tôn bí xa. Sẽ mần ta lô khá ba la chín đà đề hoa sá phram mạ ca ê tê sa ngà nú pha vê nè sập bê phá gia u bánh đá hoa nè ca anh ta ra gia pi vi na san tu a sê.
Dạ, tôn Đức Phật ngự trên đầu, quay mặt sang lưỡi Phật, quay trái tiền liên hầu. Trước mặt là tâm tạng, sau lưng A Nan chầu, bổ vương A La Hán, đế thích lẫn phạm thiên, vô A Lực pháp màu. Hộ trì cả năm châu, rủi ro và tai hại, tất cả đều lo âu, xin được mau tiêu diệt. Sua Tha La Tho Chúc Tổ Vô Rô Nó Hô Phô Tát Sa Sa Nê A Rô Vô Chúc Tổ Hôi Tha Sa Bê Nha Tí Phi Sa Tha La Tha Sư Kỳ Tạ Vô Rô Nó Hà Phô Tát Sa Sa Nê A Rô Vô Chúc Tổ Hôi Tha Sa Bê Nha Tí Phi Tê A Tha La Tha Sư Kỳ Tạ Vô Rô Nó Hà Bụt Tha Sa Cha Nê A Rô Ga Sư Kỳ Tạ Hô Tha Sa Hạ Sa Bê Tiệt nhà tiệt thuyền cầu xin cho các thiền tính được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tính khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú lành thai. A ca sát tha chất phùng mát tha đê hoa na ra mất tí ca bụn nhân lô an đô mô đàn tô chí răng đặc thành tu xa xa năng. A ca sát tha chất phùng mát tha đê hoa na ra mất tí ca bụn nhân lô an đô mô đàn tô chí răng đặc thành tu nô ra rô. A ca sát tha chất phùm mát tha đê hoa na ga mát tí ca bụn nhân lô anu mô đàn tu chi răng rắc khanh tu nhà ta vô. A ca sát tha chất phùm mát tha đê hoa na ga mát tí ca bụn nhân lô anu mô đàn tu chi răng rắc khanh tu bà ni nô. A ca sát tha chất phùm mát tha đề qua na ra mất thi ca bụn nhân nô anu mô đàn tu chi rằng rắc khanh tu nô sa đà. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Lâm vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hệ phước đều chúng con. Hậu trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vốn đi lâu dài. Quyển thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thụ đạo màu, tu hành tinh tận ngọ hầu vô sanh. Dặn kinh chi cô sa la căm mằng cách tắp bằng ký ri dân ma ma ca về na hoa cha ma na sa tí đa xê su ra tăng ca tăng về sát ta sanh nhí nô áp thi về cha sát ta a san nhĩ nô ca tăng quân nhã pha lăng mây hằng sập bê pha ghi pha quan tu tê về tăng ca tăng suy đi tăng đình năng quân nhã pha lăng mây già về cha ta ta na cha nan ti đề qua gần tòa đi quê đã dùng sập bê lô cầm hi về sát ta chi quan ta ra hệ tu ca ma nôn nhân phù cha năng sắp bề lấp phàn tu ma ma chi ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng đầu lên thiên đàng cung trời đáo lợi thọ nhạc chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà. Chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an. Phước con hồi hưởng danh ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chủng đền hậu mạch ngay. Có người làm phước được lại, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh quan hệ lãnh chung hưởng được phước quý. Ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, sinh thâu phước báo cũng được quá thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đàng vô nhà tỳ năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta vô.
Nguyện thân nhân quá vạn thượng hưởng công đức này được thọ sanh nơi lạc cảnh. Ki đằng quá tâm mê buôn nhân à sa quát khá già quá hồ tốt. Xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Và phần lễ bái tâm bảo được hoàn mãn, con kính cảm ơn Đại Trí Đức đã truyền tam quy và ngũ giới cũng như chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Dạ, phước báo nào có được trong ngày hôm nay con kính dâng đến ngày Đại Trí Đức chư công đức, và con cũng chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài quý vị luôn an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Bồ Tát Ma. Phần lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới cũng đã xong. Và đây con kính dâng mít trở lại cho ngài Trí Đức để ngài dạy câu pháp cú hôm nay. Và con kính dâng mít cho ngài. Nam mô Bụt Hà Dạ, Nam mô Thầm Mạ Dạ, Nam mô Sang Hà Dạ. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng, kính chào quý cô tu nữ, kính chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay ngày 4 tháng 1, tức là 3 ngày Tết đã trôi qua. Và chúng ta hôm nay sinh hoạt trong câu Phật ngôn 98. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Đức Phụ Ma Hệ Sĩ Á Ra Hằng Tất Hà Gá Tổ Lộ Cô Tâm Mồ Sắp Bác Gá Lộ Hí Trệ Sát Tổ Lộ Cá Sơ Sát Thà Chá Ná Đầm Mất Phụ Quý Đồ Hoành Đà Má Hành Tăng Đá Ra Phụ Chá Này Giác Cần Như Lai Giác Nguồn Pháp Màu Ngài Bậc Trí Thức Không Đâu Sánh Bằng Thoát Ly Phiền Não Trói Chặt Tôi Thượng Giáo Chủ Trí Năng Vô Lượng Từ Đế Ngài Đã Tin Tưởng Không Minh Định Bảo Dân Lương Thoát Trần Con xin đảnh lễ Phật Ân Đáng cho Thiên Chúng Nhân Dân Cúng Dường. Tham mô bát đề bồ tát ta sa sa tu nô lô ca na man tha sa vi na ca rô cô sa pa nhu bồ tháp bát đề bồ tát sa na tu văn đà ma hành tăng ra ra phù cha này giác gần pháp bảo quy như ánh vàng như lai soi sáng vẹt mạng vô minh phá tan làm lạc chúng sinh đầy dự phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cũng dường. Sang phù quý số thù số gá tá sa sa quá cô xích tha số cà mô quá ra thầm má xích tháp cô điền đà bá sẵn xà đi á nà đá rồ quá rồ hoành đà má hành tăng đá ra phù cha này giác cần tăng bảo trên bao Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân các ngài thân tịnh ly trần xa liệt thế pháp phàm nhân ai bị. Con xin đại lễ tăng hy giảng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất tận ác tế giá tê chê ná sĩ tha mê ê tú á khá năng tác xà bí à nú phà quê ná sá hạ xà nhê ná sĩ trạch tú. Tổ xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Hà Dạ. Phần tán dương ơn đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta nhìn vào bài học ngày hôm nay. Ga mê wa ya di wa ran nhê. Ga mê wa ya di wa ran nhê. Ga mê wa ya di wa ran nhê. Câu số 2. Nin nê wa ya di wa tha lê. Nin nê wa ya di wa tha lê.
Ninh nê hoa gia đi hoa tha lê. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 1 và câu 2. Gà mê hoa gia đi hoa rành nhê ninh nê hoa gia đi hoa tha lê. Gà mê hoa gia đi hoa rành nhê ninh nê hoa gia đi hoa tha lê. Gà mê hoa gia đi hoa rành nhê ninh nê hoa gia đi hoa tha lê. Rồi bây giờ chúng ta qua câu 3 và câu 4. Yat tha arahan to viharan ti. Yat tha arahan to viharan ti. Yat tha arahan to viharan ti. Và câu cuối cùng. Tăng phu minh ra mắt này giác cần. Tăng phu minh ra mắt này giác cần. Tăng phu minh ra mắt này giác cần. Chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. Giác tha ra hành tổ quý hạ rành thí tăng phu minh ra mắt này giác cần. Giác tha ra hành tổ quý hạ rành thí tăng phu minh ra mắt này giác cần. Giác tha ra hành tổ quý hạ rành thí tăng phu minh ra mắt này giác cần. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại nguyên câu Phật ngôn 98. Ga mê hoa gia đi hoa rành nhê ninh nê hoa. Đọc lại. Ga mê hoa gia đi hoa rành nhê ninh nê hoa gia đi hoa tha lê. Gia tha ra hành tổ quý hạ rành thí tặng phụ mình ra mắt này gia cần. Gà mê hoa gia đi hoa rành nhẹ ninh nê hoa gia đi hoa tha lê. Gia tha ra hành tổ quý hạ rành thí tặng phụ mình ra mắt này gia cần. Bài chạy lên trên. Đưa lại bài khác. Gà mê hoa gia đi hoa rành nhẹ ninh nê hoa gia đi hoa tha lê. Gia tha ra hành tổ quý hạ rành thí tăng phù miền ra ma này gia cần. À quý vị thấy đọc mấy một hơi như vậy thì quý vị thấy có vẻ hơi khớp mà thôi giờ chia ra làm hai nha. Gà mê hoa gia đi hoa rành nhê ninh nê hoa gia đi hoa tha lê. Gia tha ra hành tổ quý hạ rành thí tăng phù minh ra ma này gia cần. Đọc lại cho nó dễ nè. Gà mê hoa gia đi hoa rành nhê ninh nê hoa gia đi hoa tha lê. Gia tha ra hành tổ quý hạ rành thí tăng phù minh ra ma này gia cần. Như vậy trường âm và đoạn âm chúng ta có hai cách đọc, muốn dễ thì đọc lần hai câu và muốn khó thì đọc một hơi bốn câu. Tùy ai cảm thấy rằng mình hơi dài, đã từng làm ca sĩ mà coi như nhất là bên cải lương á, đọc một hơi trăm chữ thì này không có nhầm nhòi gì hết á. Thì quý vị làm một hơi, nhưng mà quý vị cảm thấy là thôi vô đây tu tập mà các cái lương làm cái gì thì đọc một lần hai câu thôi. Nên chào chiếc lá mùa xuân, hôm nay thật sự là mùa xuân rồi ha. Nhưng mùa xuân mà chỉ có một chiếc lá à, chắc là người hùng cô đơn ha. Rồi giọng kinh thì quý vị nghe, nhưng mà chiếc lá mùa xuân nè, anh hùng mà chỉ có một mùa xuân thôi, một chiếc lá thôi. Rồi bây giờ đọc lại để cho vị anh hùng cô đơn này nghe
Và ủa trời ơi, nó là nùng cô đơn cũng cười nữa nha. Ga mê hoa giá đi hoa rành nhẹ nình nè hoa giá đi hoa thác lệ giá tha ra hành tổ quý hạ rành tí tăng phù mình ra mát này giá tăng. Đó là cách đọc tương đối dễ. Cái đọc khó. Ga mê hoa giá đi hoa rành nhẹ nình nè hoa giá đi hoa thá lệ giá tha ra hành tổ quý hạ rành tí tăng phù mình ra mát này giá tăng. Đó là cách đọc khó ha. Nghe nói đọc khó nên Christina bỏ chạy liền ha. Rồi bây giờ trong cái dòng chảy chúng ta thấy sự bố trí nó cũng khác biệt nhau, trên này kệ làm sao cũng được. Có nghĩa là quý vị đọc nghe quý vị cảm thấy hay thì được rồi, không cần người khác tặng hoa ha. Gã mê hoa giá đi qua rành nhẹ nình nê qua giá đi qua tha lệ giãn tha ra hành tố quy ha rành tị tầng phu minh ra mà nay giá cần. Gã mê qua giá đi qua rành nhẹ nình nê qua giá đi qua tha lệ giãn tha ra hành tố quy hà rành tỳ tăng phu minh ra mà nay gia cần. Như vậy thì cái dòng kệ tùy quý vị đọc ha, ở trước khác hai câu, trước khác hai câu, sau khác, làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, la hán trú chỗ nào, đất ấy thật khả ai. Rồi xin mời sư Meta, sư Kim, sư Hồng Mai, xin mời quý vị ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức, quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng và con xin đọc câu Pháp Cú 98 ạ. Dạ, hôm nay xin quý vị cố gắng nghe, bởi vì ở xung quanh đây nhà kế bên đó, họ cắt cỏ thành ra máy nó cũng ồn quá. Dạ thôi con xin đọc. Ga mê hoa, con kéo xuống. Ga mê hoa giá đi hoa rành nhê nình nê hoa giá đi hoa tha lê giác tha a ra hành tô quý a rành ti tăng phù minh ra ma này giác căn. Và con xin phân tích bốn câu luôn. Ga mê qua là ba trường âm thông thường, giá đí là hai đoạn âm, qua trường âm thông thường, ranh trường âm nhấn, nhê trường âm thông thường, ninh trường âm nhấn, nê qua hai trường âm thông thường, giá đí hai đoạn âm, qua trường âm thông thường, thá đoạn âm, lê trường âm thông thường. Ga mê qua giá đi qua rành nhê nình nê qua giá đi qua tha lê. Con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Giác trường âm nhấn thá á rá ba đoạn âm, hanh trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, quý há hai đoạn âm, ranh trường âm nhấn, tý đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phu trường âm thông thường, minh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra trường âm thông thường, má đoạn âm, nay trường âm nhấn, giá đoạn âm, và căn
trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yattha arahanto viharanti tăng phù minh ra ma này gia căng. Dạ, con đọc lại cả bài. Ga mê hoa gia đi hoa rành nhê ninh nê hoa gia đi hoa tha lê. Yattha arahanto viharanti tăng phù minh ra ma này gia căng. Ga mê hoa gia đi hoa rành nhê ninh nê hoa gia đi hoa tha lê. Yattha arahanto. Dạ, con nhảy lên nữa. Dạ, con đọc lại. Ga mê hoa gia đi hoa rành nhê ninh nê hoa gia đi hoa tha lê. Yattha arahanto viharanti tăng phù minh ra ma này gia căng. Làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, La Hán trú chỗ nào, đất ấy thật khả ái. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Gà mê hoa gia đi hoa ranh nhê, ninh nê hoa gia đi hoa tha lê. Và thả ra hành tổ quy ha ranh ti tặng phu minh ra mà nay gia căng. Và con đã đọc xong và kệ xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Và con nhận bích cho người kế tiếp và con kính mời. Con xin kính chào sư Trí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin giả bài Kinh Pháp Cú số 98. Một người, hai người. Ồ, có sư Quán Thông vô nói kìa. Con xin kính chào sư Quán Thông. Nè, người vậy ba người đã âm thanh nghe rõ ha, đủ ha. Vậy đủ ha, vậy con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 98. Ga mê hoa gia đi hoa rành nhê ninh nê hoa gia đi hoa tha lê dắt tha a ra hằng tô quý ha rành ti tăng phù minh ra ma này dắt hằng. Gà mê hoa gia đi hoa rành nhê ninh nê hoa gia đi hoa tha lê dắt tha a ra hằng tô quý ha rành ti tăng phù minh ra ma này dắt hằng. Phân tích câu 1 và câu 2. Ga mê qua là ba trường âm thông thường, giá đí hai đoạn âm, qua trường âm thông thường, ranh trường âm nhắn, nghe trường âm thông thường, ninh trường âm nhắn, nghe qua hai trường âm thông thường, giá đí hai đoạn âm, qua trường âm thông thường, thá đoạn âm, lê trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2 rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Ga mê hoa gia đi hoa rành nhê ninh nê hoa gia đi hoa tha lê dắt tha a ra hành tô quý ha rành ti tăng phù mình ra ma này dắt hằng. Phân tích câu số 3. Dắt chừng âm nhắn tha á ra ba đoạn âm hành chừng âm nhắn tô chừng âm thông thường quý ha hai đoạn âm rành chừng âm nhắn tí đoạn âm câu cúng cùi hai câu cuối cùng. Tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phù trường âm thông thường, minh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra trường âm thông thường, má đoạn âm, này trường âm nhắn, giá đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Dắt tha a ra hành tô quý ha rành ti tăng phù mình ra ma này dắt hằng. Gà mê hoa gia đi hoa rành nhê ninh nê hoa gia đi hoa tha lê dắt tha a ra hành tô quý ha rành ti tăng phù mình ra ma này dắt hằng. Gà mê hoa gia đi hoa rành nhê ninh nê hoa gia đi hoa tha lê dắt tha a ra hành tô quý ha rành ti tăng phù mình ra ma này dắt hằng.
Ra mê qua giá đi qua rảnh nghe nình nê qua giá đi qua tha lệ giặc tha a ra hanh tô quý ha rảnh tì tặng phù minh ra ma nê giá khăn. Làng mạc hai rừng thung lũng hai đồi cao, La Hán chú chỗ nào đất ấy thật khả ái. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu của câu Kinh Pháp Cú số 98. Còn xong rồi đó sư. Trời ơi sư, bữa nay chắc đi sau 3 ngày lễ Tết sư mệt lắm rồi. Dạy cho chúng con sư đi núp lùm và đi uống cà phê rồi chắc. Thì à, không cho bông hoa gì ráo trội. Đó, có hai phe ta cho vỗ tay vỗ bông nữa. À, quý vị ơi, sư ơi, con có sai gì sư sửa cho con nghe sư. Con có nhân nghị gì không sư? Cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu bông hoa vỗ tay vỗ chân. Xin cảm ơn nha. Chúc quý vị được một ngày an vui. Xin mời người kế tiếp ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ sư Trí Đức, kính lễ sư Quán Không, kính lễ sư Chư Tăng và các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Netta, Thiện Vũ và chị Kim đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 98. Ga me wa ya di wa ran ye ni ne wa ya di wa tha le ya tha a ra ham to vi ha ran ti tang phu min ra ma nay ya căng. Ga me wa ya di wa ran ye ni ne wa ya di wa tha le Yatta araham to viharam ti tăng phu min ra ma na ya căng. Dạ con xin sám hối, kinh ngọt lại câu 4. Tăng phu min ra ma na ya căng. Dạ con xin đọc lại lần nữa. Ga me wa ya di wa ran ye ni ne wa ya di wa tha le Yatta araham to viharam ti tăng phu min ra ma na ya căng. Dạ con xin phân tích một và câu 2. Ga me wa ba trường âm thông thường, giá đí hai đoạn âm, qua trường âm thông thường, ranh trường âm nhấn, nhê trường âm thông thường, nin trường âm nhấn, nê qua hai trường âm thông thường, giá đí hai đoạn âm, qua trường âm thông thường, thá đoạn âm, lê trường âm thông thường. Ga me wa ya di wa ran ye nin ne wa ya di wa tha le. Dạ, xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Giáp trường âm nhấn, thá, á, rá, ba đoạn âm, hanh trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, quý, há, hai đoạn âm, ran trường âm nhấn, tí đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phu trường âm thông thường, min trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra trường âm thông thường, má đoạn âm, nay trường âm nhấn, giá đoạn âm, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yat pa ra ham to vi ha ran ti tăng phu min ra ma nay giá căng. Xin nhập lại câu pháp cú số 98. Ga me wa ya di wa ran ye nin ne wa ya di wa tha le yat tha a ra ham to vi ha ram ti tăng phu min ra ma na ya căng. Ga me wa ya di wa ran ye nin ne wa ya di wa tha le yat tha a ra ham to vi ha ram ti tăng phu min ra ma na ya căng. Làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, La Hán trú chỗ nào đất ấy thật khả ái. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ. Ga me wa ya di wa ran ye nin ne wa ya di wa tha le Yatta araham to vi ha lan ti tăng phu min ra ma nay ya căng. Ga me wa ya di wa ran ye nin ne wa ya di wa tha le
yatha arahang tu vihalante tăng phu min ra ma nay ya căng. Dạ con đã phân tích đọc và kể xong cái gì sai, xin sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa dùm. Dạ cảm ơn đạo tràng, cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài. Dạ xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ con xin đảnh lễ sư trí đức, con xin kính chào quý sư và quý cô tu nữ, con xin toàn kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 98. Ga me wa ya di wa ran ne nin ne wa ya di wa tha le yat tha ara han to wi ha ran ti tang phu minh ra ma ne ya cần. Ga me wa ya di wa ran ne nin ne wa ya di wa tha le. Ga me wa là ba trường âm thông thường, giá đi là hai đoạn âm, qua là trường âm thông thường, ranh trường âm nhấn, nê trường âm nhê là trường âm thông thường, ninh trường âm nhấn, nê là trường âm thông thường, qua là trường âm thông thường, giá đi hai đoạn âm, qua trường âm thông thường, thá đoạn âm, lê trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Ga mê wa ya di wa ran ye nin ne wa ya di wa tha le yat tha arahan to wi ha ran ti tang phu minh ra ma ne yat an. Yat là trường âm nhấn, tha a ra là ba đoạn âm, han trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, quý ha hai đoạn âm, ran trường âm nhấn, tí đoạn âm, tăng trường âm, đọc theo giọng nguyên âm, phu là trường âm thông thường, minh trường âm, đọc theo giọng nguyên âm, ra trường âm thông thường, má đoạn âm, nay trường âm nhấn, giá đoạn âm, căng trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Yat tha arahan to vi ha ran ti tăng phu minh ra ma ra ma nay giá căng. Yat con xin đọc lại nguyên câu. Ga mê wa ya di wa ran ye nin ne wa ya di wa tha le yat tha arahan to wi ha ran ti tăng phu minh ra ma này giá căn. Ga mê wa ya di wa ran ye nin ne wa ya di wa tha le yat ra hầm tô quý ha rành tí tăng phù mình ra ma ni gia cần. Ga mê hòa giá đi hòa rành nhề nên đề hòa giá đi hòa tha lề giác tha ra hầm tô quý ha rành tí tăng phù mình ra ma ni gia cần. Làng mạc hay rừng núi thung lũng hay đồi cao, La Hán trú chỗ nào đất ấy thật khả ái. Dạ con đã đọc xong, con xin mời đạo tràng. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Quán Không, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc cô pháp cú số 98. Ga me wa ya di wa ran ye nin ne wa ya di wa tha le ya tha ara han to wi ha ran ti tang phu ming ra ma nay ya cang. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Ga me wa ba trường âm thông thường, giá đí hai đoạn âm, wa trường âm thông thường, ran trường âm nhấn, nhê trường âm thông thường, nin trường âm nhấn, ne wa hai trường âm thông thường, giá đí hai đoạn âm, wa trường âm thông thường, thá đoạn âm, lê trường âm thông thường. Ga me wa ya di wa ran ye nin ne wa ya di wa tha le. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Giác
trường âm nhật, thá, á, rá, ba đoạn âm, hanh, trường âm nhấn, tô, trường âm thông thường, quý, há, hai đoạn âm, ranh, trường âm nhấn, tí, đoạn âm, tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phu, trường âm thông thường, minh, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra, trường âm thông thường, má, đoạn âm, nây, trường âm nhấn, giá, đoạn âm, căng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giác, tha a ra hành tô vi ha ran ti tăng phu minh ra mát này giác căng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 98. Ga me wa ya di wa ran ye nin ne wa ya di wa tha le giác tha a ra hành tô vi ha ran ti tăng phu minh ra mát này giác căng. Ga me wa ya ha di wa ran ye nin ne wa ya ha di wa ha tha le ya tha arahanto ho vi ha ran ti tăng phu minh ra ha ma nay ya cam. Làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, la hán trú chỗ nào, đất ấy thật khả ái. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Ngài Quán Không, quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 98. Ga ne wa ya ti wa ran ye nin ne wa ya ti wa tha le yat tha arahanto viharanti tam bhumi bhumin ra ma nay ya khang. Con xin phân tích câu 1 và 2. Ga me wa ya ti wa ran ye nin ne wa ya di wa tha le ga me wa ba trường âm thông thường, giá đí hai đoạn âm, qua trường âm thông thường, ranh trường âm nhấn, nhê trường âm thông thường, ninh trường âm nhấn, nê trường âm thông thường, qua trường âm thông thường, giá đí hai đoạn âm, qua trường âm thông thường, thá đoạn âm, lê trường âm thông thường, ga mê qua giá đi qua ranh nhê ninh nê qua giá đi qua thá lê. Câu 3 và 4. Yat tha arahanto viharanti tăng bhumin ra ma nay ya khang. Yat trường âm nhấn, tha, á, ra, ba đoạn âm, hanh trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, quý, há, hai đoạn âm, ranh trường âm nhấn, tí đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phương trường âm thông thường, minh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra trường âm thông thường, má đoạn âm, nay trường âm nhấn, giá đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ya tha arahanto viharanti tăng bhumin ra ma nay ya khăn. Ga me wa ya di wa ran ye nin ne wa ya di wa tha le. Yat tha arahanto viharanti tăng bhumin ra ma nay ya khăn. Làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, là hán trú chỗ nào, đất ấy thật khả ái, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ga me wa ya di wa ran ye nin ne wa ya di wa tha le ya tha ra han tu vi ha ran ti tang kum min la ma nay ya khang. Ga me wa ya di wa ran ye nin ne wa ya di wa tha le yan tha ra han tu vi ha ran ti tang kum min la ma nay ya khang. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý ngài, quý sư, quý bà, quý cô tư nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp và con có sai xin ngài sửa giùm cho con.
Nam mô Bụt Tha Giá, con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, sư Quán Không, quý bà quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu. Con xin đọc câu Phật ngôn số 98. Ga me wa ya di wa ran ye nin ne wa ya di wa tha le yat tha arahan to vi ha ran ti tang phu min ra ma nay ya căn. Ga me wa ya di wa ran ye nin ne wa ya di wa tha le yat tha arahan to vi ha ran ti tang phu min ra ma nay ya căn. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ga me wa ya di wa ran ye nin ne wa ya di wa tha le. Ga me wa là đường âm thông thường, ya di là hai đoạn âm, wa trường âm thông thường, ran trường âm nhấn, nhe trường âm thông thường, nin trường âm nhấn, ne wa là hai trường âm thông thường, ya di là hai đoạn âm, wa là trường âm thông thường, tha là đoạn âm, lê là trường âm thông thường. Con phân tích, xin phân tích câu 3 và câu 4. Yat tha arahan to vi ha ran ti tang phu min ra ma nay ya căn. Yat là trường âm nhấn, tha a ra là ba đoạn âm, han là trường âm nhấn, to âm thông thường, quý há là hai đoạn âm, ran là trường âm nhấn, tí là trường tí là đoạn âm, tan là trường âm đập theo giọng nguyên âm, phu là trường âm thông thường, min là trường âm đập theo giọng nguyên âm, ra là trường âm thông thường, má đoạn âm, nay là trường âm nhấn, giá âm, canh trường âm đập theo giọng nguyên âm. Ga me wa ya di wa ran ye nin ne wa ya di wa tha le yat tha arahan to vi ha ran ti tang phu min ra ma nay ya căn. Làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, La Hán trú chỗ nào, đất ấy thật khả ái. Dạ con xin đọc xong, con xin nhường mic cho người tiếp theo ạ. Con xin kính cảm ơn đạo tràng. Dạ Nam Mô Ân Đức Tam Bảo, và dạ, con kính đảnh lễ Phật, con kính đảnh lễ Pháp, con kính đảnh lễ Tăng, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, và dạ, xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Và dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 98. Gà mê hòa giá đi hòa rành nhề nình nề hòa giá đi hòa tha lề Ya tha ada han to vi ha dan ti tang phu mun ra ma nay ya kang ya me wa ya di wa dan ye nin ne wa ya di wa tha le ya tha ada han to vi ha dan ti tang phu mun ra ma ye ra ma nay ya kang. Dạ con xin phân tích câu 1, câu 2. Ga me qua ba trường âm thông thường, giá đí hai đoạn âm, qua trường âm thông thường, ranh trường âm nhấn, nghe trường âm thông thường, ninh trường âm nhấn, nê qua hai trường âm thông thường, giá đí hai đoạn âm, qua trường âm thông thường, thá đoạn âm, lê trường âm thông thường. Ga me wa ya di wa ran ye nin ne wa ya di wa tha le. Dạ con xin phân tích câu 3, câu 4. Yat trường âm nhấn, tha á ra ba đoạn âm, han trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, quý há hai đoạn âm, ran trường âm nhấn, tí đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phu trường âm thông thường, minh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra trường âm thông thường, má đoạn âm, nay trường âm nhấn, giá đoạn âm, căn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, yat tha a ra hành tờ quy yat tha a ra hành tờ quy ha rành ti tằng phù mình ra mắt này giác tằng.
Dạ con đọc lại nguyên bài. Ya me wa ya di wa dan ye nin ne wa ya di wa tha le ya tha da han to wi ha dan ti tang phu mình ra ma này ya càng. Dạ con xin kệ. Ya me wa ya di wa dan ne. Dạ con kệ lại. Ya ma ya me wa ya di wa dan ye nin ne wa ya di wa tha le yan tha dan han to we ha dan ti tang bu min ra ma ya kang. Dạ con xin bọc bản giữa Hòa Thượng Thích Minh Châu. Làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, đáng chú chỗ nào đất ấy thật khả ái. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong. Con có chỗ nào sai con kính xin quý sư quý cô tu nữ và kính xin quý đạo hữu trong đạo tràng sửa sai cho con ạ. Dạ con xin cảm ơn đạo tràng và con xin cho mít lại cho đạo tràng, xin mời vị tiếp theo. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, con thành kính đảnh lễ Sư Quán Không, con thành kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào Đạo Tràng. Dạ, cảm ơn Đạo Tràng đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, sau đây con xin đọc câu Pháp Cú số 98. Ga me va ya di va ran ye nin ne va ya di va tha le yat tha ra ham to vi ha ra vi ha ran ti tang phu min ra ma na i ya kang. Ga me va ya di va ran ye nin ne va ya di va tha le. Ga me va là ba trường âm thông thường, giá đí là hai đoạn âm, va là trường âm thông thường, ran là trường âm nhấn, nhê là trường âm thông thường, ninh là trường âm nhấn, nê va là hai trường âm thông thường, giá đí là hai đoạn âm, va là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, lê là trường âm thông thường. Ga me va ya di va ran ye nin ne va ya di va tha le. Câu số 3 và câu số 4. Yat tha ra han to vi ha ran ti tang phu min ra man này giá căng. Yat là trường âm nhấn, tha là trường âm thông thường, ra là đoạn âm, han là trường âm nhấn, to là trường âm thông thường. Quý há là hai đoạn âm, ran là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phu là trường âm thông thường, min là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra là trường âm thông thường, má là đoạn âm, nay là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yat tha ra han to vi ha ran ti tang phu min ra ma nay giá căng. Ga me va ya di va ran ye nin ne va ya di va tha le. Yat tha ra han to vi ha ran ti tang phu min ra ma nay giá căng. Ga me va ya di và ran nhê ninh nê và giá đi và thá lê giáp thà ra hàn tô quý há ràn tù minh ra má này giá căng. Làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, là hán trú chỗ nào đất ấy thật khả ái. Đó là dạng bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ.
Ya me va ya di va ran ye nin ne va ya di va tha le ya tha ra han to vi ha ran ti tang phu min ra ma nay ya cần. Dạ con đã đọc và kể và phân tích xong, có sai chỗ nào xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin xuống mic, xin mời vị tiếp theo ạ. Dạ. Nam mô Bụt Thầy giả, Nam mô Tham Ma giả, Nam mô Sang Kha giả. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Quán Không, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh và con kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn Sư Hồng Mai, cảm ơn cô Phúc Hạnh, cảm ơn Sư Meta đã cho từ biết âm thanh rõ. Dạ con xin đọc và phân tích câu pháp cứu hôm nay là câu số 98 ạ. Ga me wa ya di wa ran ye nin ne wa ya di wa tha le ya tha arahan to vi wa han ti tang phu min ra ma ne ya kang. Ga me wa ya di wa ran ye nin ne wa ya di wa tha le ya tha arahan to vi ra han ti tang phu min ra ma ne ya kang. Làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, La Hán trú chỗ nào, đất ấy thật khả ái. Đó là bản dịch chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Ga me wa ya di wa ran ye nin ne wa ya di wa tha le. Ga me là hai trường âm thông thường, qua là trường âm thông thường, giá đí là hai đoạn âm, qua là trường âm thông thường, ran là trường âm nhấn, nhê là trường âm thông thường, nin là trường âm nhấn, nê qua là hai trường âm thông thường, giá đí là hai đoạn âm, qua là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, lê là trường âm thông thường. Dạ, phân con phân tích câu số 3 và câu số 4. Yat tha arahanto viharan ti tang phu min ra ma ne ya kang. Yat là trường âm nhấn, tha á ra là ba đoạn âm, han là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, quý há là hai đoạn âm, ran là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Câu số 4, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phu là trường âm thông thường, min là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra là trường âm thông thường, má là đoạn âm, mi là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ga me wa ya di wa ran ye nin ne ye wa ya di wa tha le yat tha arahanto virahan ti tang phu min ra ma ne ya kang. Ga me wa ya di wa ran ye nin ne wa ya di wa tha le yat tha arahanto viharan ti tang phu min ra ma ne ya kang. Dạ con xin kể ạ. Ga me wa ya di wa ran ye nin ne wa ya di wa tha le ya tha ara han to wa ran ti tang phu min ra ma ne ya kan. Ga me wa ya di wa ran ye nin ne wa ya di wa tha le yang tha ara an to vi ha ran ti tang phu min ga ma ne ya kan. Dạ con đã phân tích và con đã đọc xong, con có sai mong ngài và đạo tràng xin sửa lại giùm con. Và con cảm ơn đạo tràng thật nhiều và cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài học hôm nay.
Dạ, Nam Mô Bích Thà. Dạ, bây giờ xin mời Giang Đại Thạ. Dạ, Nam Mô Bích Thà. Dạ, Nam Mô Thầm Mà. Dạ, Nam Mô Sang Kha. Dạ. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Quán Không, Sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc câu pháp cú số 98 ngày hôm nay ạ. Ga me wa ya di wa ran ye nin ne wa ya di wa tha le yat tha arahan to vi ha ran ti tang phu min ra ma ne ya kang. Ga me wa ya di wa ran ye nin ne wa ya di wa tha le yat tha arahan to vi ha ran ti tang phu min ra ma ne ya kang. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Ga me wa ya di wa ran ye nin ne wa ya di wa tha le. Ga me wa là ba trường âm thường, giá đi là hai đoạn âm, wa là trường âm thông thường, ran là trường âm nhấn, nhe là trường âm thông thường, nin là trường âm nhấn, ne wa là hai trường âm thông thường, giá đi là hai đoạn âm, qua là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, lê là trường âm thông thường. Và câu số 3 và câu số 4. Yat tha arahan to virahan ti tang phu min ra man nay ya kang. Yat là trường âm nhấn, thá, á, ra là ba đoạn âm, han là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, quý, há là hai đoạn âm, ranh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phu là trường âm thông thường, minh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra là trường âm thông thường, má là đoạn âm, nay là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yat tha arahan to virahan ti tang phu min ra ma ne ya kang. Dạ, con xin đọc lại ạ. Ga me wa ya di wa ran ye nin ne wa ya di wa tha le yat tha arahan to virahan ti tang phu min ra ma ne ya kang. Làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, la hán trú chỗ nào, đất ấy thật khả ái, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ga me wa ya di wa han ye nin ne wa ya di wa tha le yat tha arahan to vi ha ran ti tang phu min ra ma ne ya kang. Ga me wa ya di wa ran ye nin ne wa ya di wa tha le ya tha arahan to vi ha ran ti tang phu min ra ma ne ya kang. Dạ, con đã đọc và kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ, con cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bích Thà giá, Nam mô Thầm Ma giá, Nam mô Sằng Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn Hồng Mai, cảm ơn Quỳnh Giang Nhật Hà, cảm ơn chị Meta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Thượng Tọa Quán Không, Đại Đức Pháp Trang cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, con không biết Đại Đức Pháp Trang đã ôn bài chưa. Dạ,
Còn vị nào chưa ông ngoài thì kính mời bàn tay ạ. Dạ sa thú con kính nhân linh sư. Con thành kính đảnh lễ ngài Chí Đức Thượng Tọa Quán Không. Ồ nghe nhỏ xíu hả? Rồi giờ máy sư giờ không biết làm sao nữa. Thượng Tọa Quán Không cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Dạ. Tôi biết phải kê sát vô biết máy sư biết nó bị vấn đề gì mà cũng hoài nó cũng vậy. Xin chào toàn thể tu nữ và Phật tử. Ở giờ đây con xin làng mạc hay núi gần, thung lũng hay đồi cao, ta hán chú chỗ nào tất ý. Dạ, sa thú, sa thú. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Trang là từ bi ông bài Pháp Quốc Kinh số 98. Dạ, sư ơi, máy của sư nó trở lại bình cũ rồi. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không? Dạ, con mở hết, không còn chỗ nào để mở nữa hết. Mà nghe nó chập chờn giống như sư đang ở ngoài bờ biển á sư. Phải không? Văn Nhật Hà có nghe được như Nhật Bình không? Dạ, một cái bằng mở không còn chỗ nào để mở nữa. Dạ, thì nghe giống như sư đang ở bờ biển, sư canh máy đại bạch sư. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, một lần nữa con biển sao bệnh. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ một lần nữa con. Dạ, đúng rồi. Như Quỳnh là Như Quỳnh xài laptop mà Như Quỳnh mở không còn chỗ nào để mở đó. Như Quỳnh nói vậy. Dạ, nên lúc mà Như Quỳnh cầm mic Như Quỳnh sợ quá, Như Quỳnh phải bỏ bớt xuống chứ không ấy là cái ngài giật mình luôn á. Dạ, Nam Mô Bích Thai. Dạ, dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Như Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Như Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, còn vị nào chưa ôn bài thì Như Quỳnh kính mời bàn tay ạ. Trong khi chờ đợi thì Nhật Quỳnh xin được trả bài trước ạ. Dạ, con xin được trả bài câu Pháp Cú Kinh số 98. Gà mê qua chết đi qua rạnh nhê nịnh nệ qua chết đi qua tha lệ. Dạ a ra hạnh tờ quý ha rạnh tì tặng phụ minh ra mà nay giá căng. Gà mê qua giác đi qua rành nhê nịnh nê qua giác đi qua tha lê. Gà ta ra hạnh tờ với há rành thì tăng phụ mình ra má này và căng. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Gà mê qua ba trường âm thông thường, giá đi hai đoạn âm. Qua trường âm thông thường, ranh trường âm nhấn, nhê trường âm thông thường. Nên trường âm nhấn, nê qua hai trường âm thông thường,
giá đi hai đoạn âm qua trường âm thông thường, thá đoạn âm lê trường âm thông thường. Gà mê qua giá đi qua rạnh nhê nịnh nê qua giá đi qua thá lê. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Giá trường âm nhấn thá á rá ba đoạn âm, hành trường âm nhấn tô thường âm trong thường. Quý há hai đoạn âm, ranh trường âm nhấn tí đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phu trường âm thông thường, nguyên trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra trường âm thông thường, má đoạn âm, nay trường âm nhấn, giá đoạn âm, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Giá tác a ra hành tờ quý há rành tì tặng phụ minh ra má này tăng. Gà mê hòa giá đi hòa rành nhê nịnh nê hòa giá đi hòa thá lê. Giá tác a ra hành tờ quý há rành tì tặng phụ minh ra má này giá căng. Làng mạc hai rừng núi, thung lũng hai đồi cao, La Hán trú chỗ nào đất ấy thật khả ái. Và đây là bản chuyên ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và con đọc và phân tích có sai, con cung thỉnh Ngài và Đạo Tràng chỉ cho con sửa. Dạ con xin được kể. Gà mê qua gia đi, gà mê quay gia đi qua ranh nhê, nịnh nê quay gia đi qua tha lê. Và thả a ra hành tờ quê ha ranh ti, tăng khu minh ra ma nay gia căng. Gà mê quay gia đi qua ranh nhê, nịnh nê quay gia đi qua tha lê. Và tha a ra han tờ quê ha ran ti, tặng cô minh cha mà nay gia căn. Con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức được bình kính cảm ơn ràng. Dạ không, con không biết vị nào còn chưa có trả bài thì xin mời bàn tay ạ. Dạ, xin cho Nhật Bình một tín hiệu để Nhật Bình có thể nhường mic ạ. Dạ, dạ, con thấy bàn tay, con không thấy tín hiệu gì hết. Dạ, con cung thỉnh Ngài trở lại đầu tràng ạ. Dạ, con kính nhường mic đến Ngài. Nam mô Bụt Tha giá. Nam mô Bụt Tha giá. Nam mô Tam ma dạ, Nam mô Sang Tha dạ. Kính lễ là Quang Thông, kính lễ Đại Đức Pháp Trang. Kính chào cô tu nữ Phục Hạnh. Hôm nay quý vị rất là tuyệt vời. Câu Phật ngôn này khó nhưng mà quý vị đã thể hiện rất là tốt. Ai đọc cũng hay hết, không có ý kiến ha. Câu Phật ngôn 98 là một câu Phật ngôn mà quý vị nghe dường sẽ rất là tuyệt vời. Thôi thì bây giờ chúng ta đọc được và hiểu ý nghĩa của những từ này. Bây giờ đi vào từ vựng ha. Gà mê hòa giá đi hòa rành nhề. Câu đầu tiên chúng ta thấy có 5 từ, 4 từ đó. Gà mê là 1, qua là 2, giá đi là 3, qua rành nhề là 4. Chữ ga mê do cái từ ga má. Ga má là một danh từ trung tính hát rành tá ná phùng sát cà linh gá. Và chữ ga má này được chia theo định sở các số ít sát thẩm ý quy phát tí e ca quá trình ha. Cho nên ga má biến thành ga mê. Ga mê là ở trong làng, ở trong xóm, ở trong làng.
Rồi chữ hòa gia đi, đây là một cái nhóm từ, có nghĩa là cho dầu hay là, hoặc là hòa gia đi, hoặc là hay là cho dầu, cho dầu cho dù gì cũng vậy ha. Rồi qua ranh nhề, qua ranh nhề do cái từ quá trọng a ranh nhề để quá là một liên từ và đi chung với a ranh nhề nó biến thành qua ranh nhề. Chữ a ranh nhề do cái từ a ranh nhá, Aranya là một danh từ trung tính, Arantanapum Sakhalin Ya. Và Aranya được chia theo định sở tách số ít. Sát tầm ý, quy pháp tí ê có quá trình á. Aranya biến thành Aranya, nghĩa là ở trong rừng. Nghe ở trong làng, ở đây thì ở trong rừng. Có chiều và thì chữ là ở trong rừng. Đúng rồi, câu đầu tiên có nghĩa là ở trong trong làng hay là ở trong rừng ha. Cho dầu hoặc là ở trong rừng hoặc ở trong làng. Đó là câu đầu tiên. Rồi câu số 2. Câu số 2. Ninh nê hoa gia đi hoa thác lê. Ninh nê hoa gia đi hoa thác lê. Chữ ninh nê do chữ ninh ná. Ninh ná là một danh từ trung tính. Akron Tanapum Sakhalinga. Ninh ná được chia theo định sở các số ít sát tầm ý vừa phát tí ê câu quá trình á. Cho nên ninh na biến thành ninh nê. Ninh nê là ở thung lũng hay là ở cái vùng trũng thấp, trũng thấp hay là thung lũng. Qua gia đi cho dù hoặc là hay là đi qua gia đi nó giống như câu đầu. Rồi chữ tha lê, tha lê do cái từ tha la. Tha la đây là một danh từ trung tính Arantanapum Sakhalinga. Thá lá được chia theo định sở cách số ít sát tầm ý quy pháp thí ê có quá trình á. Cho nên thá lá biến thành thá lê. Thá lê là ở nôn cao, ở cao nguyên, ở nôn cao, ở cao nguyên. Như vậy câu 1, câu 2. Gia mê hoa, gia đi hoa, răng nhê, nê, nê, gia đi hoa, thác lê. Cho dầu ở ở làng, hoặc là ở rừng. Cho dầu ở thung lũng, hoặc ở cao nguyên. Ý nghĩa câu 1, câu 2. Cho dầu ở làng, hoặc ở rừng. Cho dầu ở thung lũng, hoặc ở cao nguyên. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu 3, câu 4. Yattha arahanto viharanti. Yattha arahanto viharanti. Kính lễ Đại Đức Tuệ Đức vừa đến với Pháp hội. Chữ Yattha tức là ở đó.
ngài A-ra-han-tô, A-ra-han-tô. A-ra-han-tá, đó là một danh từ nam tính A-ra-han-tá-pum-linh-gá. Nhưng mà ở đây được chia theo chú cách Phật-tham-á, E-ku-va-cha-na-vi-pa-ti, A-ra-han-tô là các vị A-la-hán. Đây chủ từ số nhiều ha. Các vị A-la-hán, các bậc tôn kính A-ra-han-tô, các vị A-la-hán, các bậc tôn kính. Rồi, động từ quý há răng tí, động từ số nhiều. Do cái động từ quý há răng tí, có nghĩa là sống, cư ngụ. Nhưng mà đây là nhiều vị ở, cho nên động từ được chia ra số nhiều. Quý há răng tí là cư ngụ, sống. Cư ngụ, sống, ở. Giác tha A-la-hán tô vi ha rành tí, ở đó các vị A-la-hán cư ngụ. Đó các vị A-la-hán cư ngụ. Và câu cuối cùng, tăng phu minh ra mắt này giác trần. Tăng phu minh ra mắt này giác cần. Câu cuối chúng ta có ba từ, tăng là một, phu minh là hai, ra mắt này giác cần là ba. Tăng do đại từ tá. Và ở đây được ghi theo chủ cách số ít. Bathama Ekavachana Vipati. Tăng có nghĩa là vùng đất ấy, vùng đất ấy, chỗ cư ngụ ấy. Chỗ cư ngụ ấy. Rồi chữ phu minh. Phu minh do từ phu mỹ. Phu mỹ là một danh từ nữ tính. Ý tran ta ít thì linh ga. Và phu mỹ đứng làm chủ từ số ít. Đây không phải chủ từ, mà nó là đối cách. Tức là đu tì gia vì tì e câu vết trình á. Phu mỹ biến thành phu minh. Phu minh là vùng đất, nơi ở, chỗ ở. Phu minh là vùng đất, nơi ở, chỗ cư ngụ. Rồi, ra mắt này giá trần. Ra mắt này giá trần. Ra mắt này giá ca. Nó là một danh từ trung tính ha. Atranta-na-bhum-sat-tat-bhum-ga. Và được ghi theo đối cách số ít. Đối tỷ giá vì phát trị ê tâu quá trình ha. Cho nên ra mắt này giá cá. Ghen tình ra mắt này giá cần. Có nghĩa là khả ái, đẹp lòng, đáng yêu. Khả ái, đẹp lòng, đáng yêu. Vậy thì tăng phu minh ra mắt này giác rằng vùng đất ấy thật đáng yêu. Vùng đất ấy đáng yêu. Vậy thì câu Phật ngôn 98 cho chúng ta ý nghĩa. Cho dù ở làng hoặc là ở rừng, cho dù ở thung lũng hoặc là ở non cao, nơi nào các vị A-la-hán cư ngụ, vùng đất ấy thật
đáng yêu. Cho dù ở làng hoặc ở rừng, cho dù ở thung lũng hoặc ở non cao, nơi nào các vị A-la-hán cư ngụ, vùng đất ấy thật đáng yêu. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: thị phường, làng mạc, rừng sâu, non cao, lũng thấp, hoặc đâu, mặc dù, nơi nào bậc thánh ngự cư, ở đây cả ái an như tuyệt vời. Thị phường, làng mạc, rừng sâu, non cao, lũng thấp, hoặc đâu, mặc dù, nơi nào bậc thánh ngụ cư, ở đấy khả ái an như tuyệt vời. Ngài Hòa Thượng Minh Châu, làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, là hạ trú chỗ nào đất ấy thật khả ái. Làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, La Hán trú chỗ nào đất ấy thật khả ái. Bây giờ chúng ta đọc được, hiểu được ý nghĩa của câu Phật ngôn 98, và bây giờ biết thêm về duyên sự, tức là câu Phật ngôn này nói lên cái điểm nào, tại sao các vị A-la-hán trú chỗ nào thì chỗ đó là cái. Bây giờ chúng ta nghe ha. Khi Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập đến trưởng lão Rê Quá Tá. Vị trưởng lão này trú một mình ở trong cái rừng keo. Keo thì quý vị biết rằng gai góc tùm lum mà, nhưng mà vị này lại sống cô độc một mình ở trong cái rừng, mà một cái rừng toàn là cái keo gai không. Tên của ngài tức là Rê Quá Tá. Quý vị viết thử coi có đúng tên của ngài trưởng lão Rê Quá Tá hay không. Ồ, khi Nhật Quỳnh mà viết lên thế này thì ai cũng nhìn vô đó để mà bắt chước hết á. Đúng quá, còn nói gì nữa ha. Chẳng lẽ Sức Nhật Quỳnh cũng viết chậm chậm á. Để coi bà ông viết Sức Nhật Quỳnh mà viết đầu tiên là người ta bắt chước và viết theo à. Copy liền ha, đúng rồi, Quỳnh Giang Nhật Hà thôi. Nó đúng ý quá đi nha. Bây giờ chúng ta hãy nghe và biết xuất thân của ngài Rê Quá Tá lai lịch như thế này ha. Ngài Sariputta từ bỏ cái gia sản đến 870 triệu đồng tiền vàng. Quý vị biết 870 đồng tiền vàng để rồi đi xuất gia. Ở nhà còn lại 3 chị em gái là Cha La, Upa Cha La, Sisu Cha La, cùng với 3 người em trai. Rồi ngài Sariputta cho 3 cái người em gái đó đi xuất gia luôn. Rồi 2 người em trai lớn, tức là Chunda và Upasena, cũng đi xuất gia tốt hết. Rốt cuộc chỉ còn lại có người em út tên là Rê Quá Tá. Vậy thì chúng ta cộng thử coi gia đình của ngài Sariputta có bao nhiêu người, bao nhiêu gái, bao nhiêu trai. Alo, quý vị làm dùm bài toán cộng ha. Gia đình ta có bao nhiêu người, bao nhiêu gái, bao nhiêu trai. Ba trai ba gái chặt lắc, ba gái ba trai cũng sai luôn. Nhà quan trọng vậy mà làm sao mà có như chúng được.
gia đình của ngài Sariputta, bốn trai ba gái, ba trai hai gái, ba gái hai trai tập lớp luôn. À, bây giờ cộng lại, bây giờ nam trước nữ sau á, ngài Sariputta là một, người thứ hai tên là Chunda, ngày thứ ba Upasena, và cuối cùng là Rewata. Rồi bây giờ quý vị viết lại dùm bốn cái tên này. Sariputta 1, Chunda là 2, Upasena là 3, Rewata là 4. Vậy mà viết lên ba trai. Rồi chị Kim thì để ba trai, chị Tùng Mai thì cũng ba trai, rồi chị Tùng Mai lại nói ba gái hai trai. Rồi ghi lại dùng cái tên để biết gia đình của ngài Sariputta có tất cả 7 người, 4 trai 3 gái. Vậy thì ngài Sariputta là 1, Chunda là 2, Upasena là, và thứ tư là Rewata. Rồi sa tu chiếc kim rước bậy vậy mà cũng đúng hết ta. Tiến bộ cái này gọi là viết ẩu á, viết đại á, mà viết đại thì cũng đúng. Rồi bây giờ bên nữ bốn trai, rồi bên nữ ba người này cũng do ngài Sariputta cho tu nha. Ngài Sariputta cho tu ba chị em này. Người đầu tiên tên là Cha La, người thứ hai Upacha La, và người thứ ba tên là Si Sút Cha La. Cha La trong và mẹ La nha. Đầu tiên là Cha La, thứ hai Upacha La, và thứ ba là Si Sút Cha La. Wow, cái này bất copy ở đâu á, cái kim này á copy ở đâu, nhìn ở đâu không mà viết mà cũng đúng ha. Rồi bốn trai ba gái, người đi tu đầu tiên là ai? Alo, người đi tu đầu tiên trong 7 anh em này, ai là người đi tu đầu tiên? Hỏi câu này không có, ở dưới này không biết có bi ở đâu hết. Ủa, cũng biết đúng chứ ha, xa vì của cả. Người đi tu cuối cùng là ai? Người đi tu cuối cùng trong gia đình này đó là ai? Ủa, vậy thôi còn cái gì để mà nói, đúng hết rồi. Đúng hết rồi. Thôi bây giờ tiếp tục ha, đúng rồi thôi. Còn lại Rewata một mình ở nhà, 6 anh em đi tu hết trơn. Bây giờ thì mẹ của ngài Sariputta mới nghĩ con trai trưởng nam là Sariputta hay gọi là Upatissa ha, đã từ bỏ một cái số tài sản rất là lớn, tức là 870 triệu đồng tiền vàng để mà đi tù, rồi cho ba chị em gái cùng hai người em trai lớn đi xuất gia hết rồi. Bây giờ chỉ còn có một mình Rewata ở nhà. Nếu mà cái thằng út này đi tu nữa thì bao nhiêu tài sản này sẽ tiêu hoại, và dòng dõi của ta sẽ bị gián đoạn, không có người nối dõi tông được. Trong khi Rewata công tử này còn xuân xanh, còn trẻ, thì bây giờ phải lập gia thất cho nó để buộc nó không cho nó đi tù. Rồi ngài trưởng lão Sariputta, ngài tiên liệu
rồi dạy dặn dò với chư tăng này các hữu, nếu như Rewata đến đây xin xuất gia thì quý vị cứ tự tiện cho Rewata xuất gia. Song thân của Bần Tăng là người tà kiến, phải có hỏi ý kiến của ông bà mà làm gì. Bần Tăng sẽ thay thế quyền làm cha làm mẹ cho Rewata, cho phép là được rồi. Còn thân mẫu của Rewata thì con trai mới có 7 tuổi đầu à, còn nhỏ xíu à, nhưng mà vì muốn cột cái sợi dây gia đình ràng buộc chân con lại, cho nên bà tìm một cái nơi môn đăng hộ đối hỏi vợ cho con bé. Và đến ngày ấn định làm lễ cưới, bà ló trang điểm cho công tử thật là tươm tất, rồi dắt theo rất là đông họ hàng bên nhà trai đi đến xui gia của đàn gái. Trong khi hai họ nhóm họp cử hành lễ cưới thì thân bằng quyến thuộc đến chúc tụng hạnh phúc lứa đôi. Cái người mà lớn tuổi nhất á trong dòng họ bên nhà gái cầm bát nước xối trên tay cô dâu chú rể và nói: chúng tôi xin cầu chúc cho cô cậu duyên ưa phận đẹp, tuổi thọ sống lâu như bà lão như thế nào. Công tử Rewata thì hỏi: ô, cái bà lão này là ai mà lại chúc rằng chúc cho cô cậu coi như sống lâu như bà lão? Thì khi thắc mắc vậy thì bên nhà gái mới nói rằng: này con chưa gặp bà bao giờ sao? Bà này sống 120 tuổi, răng đã rụng, tóc thì bạc mà cũng muốn bước rụng luôn, da mồi nhăn nhíu, thân hình thì còn xuống như hai cái sừng bò. Đây là bà mặt cố của bên nhà gái con. Thì sao mà bà có hình thù như vậy? Nếu mà con sống lâu rồi con sẽ già cũng sẽ giống như bà vậy thôi. Thì chàng rể bé nhỏ này mới suy nghĩ: thân thể con người đến tuổi già nua phải chịu cái cảnh thay hình đổi sắc như thế này ư? Vậy thì phải gặp anh Upatissa của ta này. Hôm nay ta phải bỏ nhà đi tìm anh mới được, tức là đi tìm ngài Sariputta. Khi mà họ nhà trai rước cô dâu lên ngồi chung xe với chú rể, mọi người đồng lên xe của mình đi theo hộ tống. Công tử Rewata chốc chốc lại giả bộ đau bụng muốn đi tiêu, kêu xe ngừng lại cho cậu xuống và chờ cậu trong giây lát. Mỗi lần xuống xe là cậu đi vào trong bụi rậm ngồi nán một chút rồi đi ra, cứ viện lẽ này lý kia để xuống xe lên xe như thế mãi. Bởi vì sự thắc mắc trong đầu của cậu ta là: tại sao bà phải già, tại sao phải giống như bà lão, tại sao bà lại cầu mong cho mình lại già, lại sống lâu giống như cái bà cụ mà thấy xấu quá. Da mồi rồi răng rụng rồi tóc bạc lưa thưa, cái lưng thì giống như cái sừng của con trâu qua thân người, trong khi cái cô dâu vợ của mình thì đẹp mà sao bà già này lại khó coi quá. Cho nên nếu tìm gặp ngài Sariputta hỏi ra cái vấn đề đó mà công tử Rewata mới mượn đi vệ sinh và tìm kế để thoát thân. Thế rồi các thân bằng quyến thuộc của cậu cũng không gìn giữ chặt chẽ, vì nghĩ rằng: ô, cái cậu này lên cương khùng, ăn nhiều quá cho nên chỉ biết ăn thôi và bây giờ tập tháo được. Một lúc sau công tử cũng quyền lẽ là cần phải đi ra ngoài một chút, rồi xuống xe bảo quyến thuộc rằng:
bà con cô bác cứ về trước đi, tôi cũng không về sau cũng được mà, bụng đau quá đi. Nói rồi xuống xe đi ngay vào trong một bụi rậm. Các thân bằng quyến thuộc tưởng cậu ta sẽ đi theo sau, cho nên đến xe về luôn ở nhà. Công tử Devata từ đó thoát ra được, chạy đến một trú xứ nọ, gặp 30 vị tỳ khưu ở đó, đánh để Di Tăng và nói: Bạch các ngài, xin cho con được xuất gia. Này đạo hữu ông mặc sang trọng, trang sức lộng lẫy như thế, nhưng mà Di Tăng chúng tôi không biết đạo hữu là hoàng tử con của vị vua nào, hoặc là ấm tử con của quan đại thần nào, thì làm sao mà chúng tôi cho đạo hữu xuất gia. Nói thế thì các ngài không biết con hay sao? Chúng tôi không biết đạo hữu là ai. Con là em út của ngài Upatissa thì mà. Ô, cái người mà tên Upatissa là ai? Bạch các ngài, các ngài quen gọi anh của con là trưởng lão Sariputta, nhưng mà ở nhà tên là Upatissa. Cho nên khi mà nghe tên Upatissa thì các ngài không biết. Ồ, nói vậy thì đạo hữu là em út của trưởng lão Sariputta hay sao? Dạ phải, bạch các ngài. Nếu vậy thì hãy đi đây, anh của đạo hữu đã cho phép đạo hữu xuất gia rồi. Và Chư Tăng bảo công tử Sariputta cởi bỏ đồ trang sức, cất để một nơi, rồi hành lễ xuất gia cho cậu công tử này. Rồi xong thì gửi thư báo tin cho trưởng lão Sariputta biết. Khi nhận được tin, trưởng lão Sariputta bạch với Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, các vị tỳ khưu hành đầu đà đã cho Devata xuất gia và gửi thơ báo tin cho con biết. Con xin đi thăm Devata và sẽ trở về. Đức Phật không chấp nhận, bảo với trưởng lão Sariputta: Khoan đi, này Sariputta. Rồi vài ngày sau, trưởng lão Sariputta cũng đến xin phép bậc đạo sư. Đức Phật cũng không cho đi. Khoan đã, Sariputta. Để rồi Như Lai sẽ cùng đi. Sa Di Devata sau khi xuất gia thì nghĩ thầm: Nếu mà ta ở lại đây thì người nhà sẽ theo dấu tìm bắt ta về. Ông đi đến Chư Tăng, xin Chư Tăng dạy đề mục niệm để cho đắc thánh quả A-la-hán. Rồi khi mà thọ trì đề mục đó, ông rất y màng bác đi văn du hành đạo. Đi xa khoảng 30 giờ rồi, đi đến một cái rừng keo. Và vị Sa Di này đã an cư mùa mưa nơi đó, và trong mùa an cư đó đã đắc chứng thánh quả A-la-hán với tuệ phân tích. Trưởng lão Sariputta sau khi tự tứ xong lại đến xin phép Đức Phật để đi thăm em. Đức Phật bảo: Này Sariputta, Như Lai cũng đi nữa. Rồi ngài khởi hành dẫn theo 500 vị tỳ khưu. Đi được một quãng đường dài, đứng trước một lộ rẽ. Trưởng lão Ananda hỏi bậc đạo sư: Bạch Đức Thế Tôn, có hai lối đi. Lối đi quanh này thì nó dài đến 60 giờ tuần, nhưng mà có nhà cửa dân chúng. Còn cái lối đi này thì chỉ có 30 giờ tuần, nhưng mà lại không có nhà, phi nhân trấn giữ rất là nhiều. Vậy thì chúng ta nên đi vào cái lối nào? Này Ananda, trong tăng chúng có tỳ khưu Si Hòa Lý cùng đi với chúng ta không? Bạch Đức Thế Tôn: Dạ có. Nếu có Si Hòa Lý đi thì hãy theo cung đường ngắn. Và theo truyền thuyết thì bậc đạo sư không có nói: Ta sẽ làm cơm cháo phát sanh đến các thầy, các thầy hãy đi theo con đường thẳng. Thì ngài biết rằng cái phần cúng dường phát sanh đến Chư Tăng là do phước của tỳ khưu Si Hòa Lý. Thì ngài bảo: Nếu mà có Si Hòa Lý cùng đi thì cứ đi con đường tắt.
Trong khi Đức Bổn Sư nói theo lộ trình đó thì chư thiên nghĩ thầm, chúng ta sẽ cung nghinh trưởng lão siêu hòa lý của chúng ta, rồi cứ cách một giáo tuần thì chư thiên lại dựng lên một ngôi chùa. Cứ mỗi sáng tinh sương vừa thức giấc là chư thiên mang vật thực, nhất là cháo chờ đến chùa, đi lên quanh để hỏi thăm trưởng lão siêu hòa lý của ta ngồi ở đâu, trưởng lão ngồi ở nơi nào, rồi cúng dường vật thực đến trưởng lão siêu hòa lý. Trưởng lão siêu hòa lý mang lễ vật của chư thiên tặng mình để dâng cho tỳ khưu tăng có đức Phật tòa chủ. Đức Bổn Sư với tăng chúng tùy tùng đã trải qua một đoạn đường 30 gia tuần một cách an vui, như thế là do nhờ phước báo của trưởng lão Si Quỳ Đi. Về phần trưởng lão Rê Quà Tá, lúc đó chỉ mới có 7 tuổi thôi, nhưng mà được gọi là trưởng lão. Khi mà biết tin Đức Bổn Sư sắp đến, mới cho xây cất hương thấp là chỗ ngự riêng của Đức Thế Tôn, rồi cho cắt tiếp theo 500 cái cốc tạm nóc nhọn dần đến chư tăng, cho dọn 500 con đường đi kinh hành với 500 chỗ che nắng ban ngày. Phật đạo sư ngự an ở nơi của trưởng lão Rê Quà Tá 1 tháng, và trong thời gian đó tất cả vật dụng phát sinh lên chư tăng là do oai lực phước báo của ngài Si Quà Lý. Lúc bây giờ có 2 vị tỳ khưu cao hạ vì không quan hỷ với việc làm của bậc đạo sư ngự chén rừng keo, nên đã nghĩ tưởng như thế này: tỳ khưu Rê Quà Tá này mãi lo tạo tác bao nhiêu là chỗ ở mới thì làm sao mà thực hành sa môn pháp. Đức Bổn Sư ngự đến nơi đạo tràng tân tạo này là do ngài quay mặt, vì đây là công trình của em út ngài Sariputta. Sáng sớm ngày thứ 3, trong khi sát về thế gian, Phật đạo sư thấy 2 vị tỳ khưu này và biết được ý nghĩ trong tâm họ, cho nên sau khi ngự ở đó 1 tháng, đến ngày ra đi, Phật đạo sư dùng thần thông khiến cho 2 vị này quên những cái vật dụng lặt vặt của mình, nào là hũ dầu, bình nước, giày dép, dù vân vân. Sau khi quyết định khởi hành, Phật đạo sư ra khỏi chùa và bây giờ ngài mới xả thần thông. Khi đó 2 vị tỳ khưu cao hạ mới sực nhớ là mình còn quên thứ này thứ nọ, rồi rủ nhau trở lại chùa. Vì không nhận định phương hướng của chùa, 2 vị này tung bờ lướt bụi qua rừng keo đầy gai góc một hồi, mới thấy đồ đạc của mình treo bằng tang ở trên cây keo, lấy xuống rồi đem đi. Trên đường đi về, bậc đạo sư cũng dẫn tăng chúng đi cũng mất hết 1 tháng, nhưng mà vẫn được an vui nhờ nương vào phước báo của ngài trưởng lão Si Quà Lý. Đức Bổn Sư ngự vào trong phương tự Búc Ba Ra Mã. Trong phương tự này là chùa của ai? Alo, quý vị còn nhớ không? Hay là ngủ quá rồi? Alo, Búc Ba Ra Mã, Đông Phương Tự, một ngôi chùa cũng nổi tiếng, mà chùa này là chùa của ai? Rồi, nghe phê quá rồi quên hết trơn. Ô, của bà Quý Sắc Ca, trời ơi, đúng là Đại Đức Pháp Trang đó là cứu thua cho đạo tràng một quả. Đạo tràng ấy của mình Đại Đức Pháp Trang là thích. Rồi, Đức Phật vào chùa Đông Phương. Sáng hôm sau thì 2 vị tỳ khưu cao hạ rửa mặt xong rủ nhau: chúng ta hãy đến dùng cháo nơi nhà của bà Đại Chiến Nữ Quy Sạch Ca, bởi vì nữ thí chủ này cúng dường vật thực đến khách tăng suốt cả một đời của đại thí chủ. Khi đến nơi thì 2 vị trưởng lão dùng cháo và đồ ngọt điểm tâm xong rồi ngồi nghỉ, thì bà Quy Sạch Ca mới hỏi: bạch hai ngài,
Chắc hai ngài cũng có đi với Phật đạo sư đến chỗ ngủ của trưởng lão Rêu Hoàng Thá, phải không? Phải đó, ngài bà tiên nữ. À, bạch hai ngài, chỗ ngủ của trưởng lão có ngoạn mục hay không? Ồ, có gì đâu mà ngoạn mục, chỉ toàn là những cái keo gai rỗng rạc, y như chỗ ngủ của giống ngạ quỷ thôi, bà tiên nữ à. Và cũng trong khi đó thì có hai vị thị khưu trẻ đến. Bà Visakha cũng dân cháo điểm tâm đến hai vị này, rồi cũng hỏi về chỗ ngủ của trưởng lão Rê Hoạt Thá. Thì hai vị sau này mới đáp: ô, đẹp thể tả bà tỷ nữ ơi, chỗ ngủ của trưởng lão chẳng khác nào là cảnh giới của chư thiên. Thì bà Visakha nghĩ rằng hai vị đến trước thì nói khác, hai vị đến sau thì nói khác. Chắc có lẽ hai vị thì kêu trước có quên cái gì đó, chạy ngược lại. Trong lúc Phật Đạo Sư đã xả thần thông, còn hai vị sau, trong lúc Đức Thế Tôn còn thị hiện thần thông. Và nhờ tự mình có trí tuệ sáng suốt, bà Visakha biết rõ vấn đề là như vậy. Nhưng mà bà cũng chờ đến dịp đánh lễ Bậc Đạo Sư và hỏi lại. Thì ngay lúc đó, Đức Bổn Sư cùng với toàn thị khu tùy tùng văn vây ngự đến nhà của bà Visakha. Khi đã ngồi trên bảo tọa đã soạn sẵn và cung kính phục vụ chư tăng có Đức Phật cầm đầu, đến cuối bữa ngọ thì bà Visakha đánh lễ Đức Phật và hỏi cặn kẽ: bạch ngài, trong số các vị thiền sư đi chung với ngài có nhóm thì nói chỗ ngủ của trưởng lão Rê Hoạt Thá chẳng khác gì là chỗ ngủ của ngạ quỷ, còn có thể nói rằng rất là ngoạn mục giống như ở của chư thiên. Vậy thì nơi đó ra sao, bạch Đức Thế Tôn? Nghe bà hỏi như vậy, Đức Phật mới trả lời: này bà tiên nữ, dầu là làng mạc hay là rừng rộng cũng vậy, thế nơi nào có vị A La Hán cư ngụ nơi đó thì phong cảnh ở đó rất là ngoạn mục. Và Đức Phật đã thuyết lên câu Phật ngôn 98 này: Ga mê hoa giá đi hoa rành nhê nình nê hoa dạ giá đi hòa thác lề giá thá ra hành trù quý hạt rành tí tăng khù mềm ra mắt này giác tăng làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, la hán trú chỗ nào, đất ấy thật khả ái. Và khi câu Phật ngôn này chấm dứt thì rất nhiều vị tỳ kheo chứng đắc thân quả, nhất là đạo quả Tu Đà Vừa. Khi mở Phật trình bày, và trong cái hàng tăng chúng thì cũng có nhóm thì nói rằng cái rừng treo đó là một cái nơi ở của ngạ quỷ, bởi vì gai góc một cái nơi ở mà không đáng yêu tí nào. Nhưng mà rồi cũng có các vị tỳ kheo khác nói rằng nơi đó rất là ngoạn mục, là một cái cảnh ở của thần tiên. Với hai ý kiến đó cho chúng ta thấy, ai ngờ cậu bé Rê Hoạt Thá đắc quả sau vài tháng xuất gia, nhập hà trong rừng keo hẻo lánh, Phật thâm không quản ngại đường xa. La hán an cư ở chỗ nào, dù là thung lũng hoặc đồi cao, xóm làng đồi núi đều ngoạn mục, thánh cảnh trời người hãy ước ao. Rồi thời gian còn lại, đây là cơ hội để chúng ta thắc mắc, thảo luận về cái vị trí mà các vị gia đang ngủ, thì nơi đó rất là khả lý do. Xin mời ý kiến của quý vị. Alo, sau khi nghe duyên sự thì quý vị thấy câu chuyện này như thế nào? 7 tuổi mà dám vô ở trong rừng một mình, quý vị thấy ngầu không?
Bây giờ chúng ta già lớn tuổi đi đâu mà một mình là thấy sợ quýu người luôn. Chứ bây giờ nói lấy thuốc tiên cận á, tiên cận keo gai về mà dám ở một mình ở chỗ đó là thấy cái vị này, cái nguyện lực, cái công lực rất là thâm hậu, mà ở chưa được 3 tháng là chứng đắc thánh quả A-la-hán. Mà cái đề mục để mà thọ trì là xin học với 30 vị tỳ khưu đầu đà, chứ không phải là xin học cái đề mục với Đức Phật đâu nha. Mà quý vị thấy cái duyên lành của công tử Rê Bà Tha mới có 7 tuổi. Nguyên nhân gì thấy cái vấn đề vô thường trên thân xác của bà cụ 120 tuổi. Ồ, bà ta đẹp như vậy mà bà này xấu quá à, mà cầu chúc cho mình được như bà ta. Đó cũng là một đề mục quán vô thường. Thế rồi cứ viện cớ là ồ Tào Tháo thôi, đi xuống đi lên đi xuống đi lên, để rồi không ai chú ý, nghe là bao của chạy lên người đi tìm Sariputta để hỏi cái vấn đề vô thường tại sao vậy, tại sao mà nha, trẻ rồi tới già rồi nhăn nheo khổ như vậy đó. Đi hỏi ngài Sariputta, nhưng mà ngài Sariputta cũng biết cái duyên của em trai mình. Cho nên dặn với Di Tăng, nó muốn đi tu thì quý cho phép đi. Bởi vì cha và mẹ của ngài Sariputta là người trà kiến, tin theo Đại Thông Thiên chứ không tin theo Phật. Cho nên khi mà Di Tăng đi khất thực đi ngang qua nhà thì bà ta mới nói những lời phỉ báng tại mấy ông đồ cọc này. Cho nên con tôi mới bỏ chạy chán, cả anh em 7 đứa của nó đi theo mấy ông đồ cọc này làm cho tôi coi như mất tất cả, tức là coi như không có con để nối dõi trong đường, không ai lo hậu sự. Rồi bây giờ quý vị nghĩ sao về duyên sự tốt Phật hôn 98? Xin mời bàn tay của quý vị. Còn 15 phút nữa nghe. Nói an bình, không ai cầm rồi nói tại sao ham nói. Rồi mời chị Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ từ vựng cũng như cư sự câu pháp của kinh số 198 đã con. Xin thay mặt tổ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Năm 102 giá. Dạ, con chỉ Nhật Quỳnh chỉ đỡ mít cho ngài. Nhật Quỳnh kính mời bàn tay trong đầu tràng. Dạ, thấy ngài khàn cổ rồi nên Nhật Quỳnh đỡ mít thôi. Vị nào có ý kiến hiểu sâu xa hoặc là chưa hiểu về pháp khu kinh số 98 thì kính mời bàn tay quý vị có thể chia sẻ sự hiểu biết của mình, và cũng có thể hỏi ngài về sự hiểu biết của mình nó còn thiếu sót ở chỗ nào. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ, kính mời đạo tràng ạ. Đâu rồi, Nhật Quỳnh kiếm người để mời mới được. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời Quỳnh Đạo Quỳnh. Lúc nãy đó thì không có Nhật Quỳnh ở trước máy, mà Nhật Quỳnh thấy bây giờ thì Nhật Quỳnh thấy Quỳnh Đạo Quỳnh vào trong đạo tràng. Không biết Quỳnh Đạo Quỳnh đã trả bài chưa, đã ôn bài chưa, và nãy giờ vào thì đã nghe ngài giảng giải bài học ngày hôm nay rồi. Quỳnh Đạo Quỳnh có trước máy không ạ? Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ, Quỳnh Đạo Quỳnh có trước máy không, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ạ. Alo. Quỳnh Đạo Quỳnh đâu rồi? Rồi em ru, không có thấy nhúc nhích luôn quý vị. Rồi, bán mít ế rồi, bây giờ kiếm người khác. Không biết là Nhật Quỳnh đón mít đúng không nha. Mình chào chiếc lá mùa xuân nãy trời rớt ra rớt vào phải không?
không biết Nhật Quỳnh đó có đúng không, thì nếu mà có sai thì xin học giáo pháp nè cho Nhật Quỳnh biết và theo Nhật Quỳnh mà suy nghĩ á nha, theo mà biết được thì ngày hôm qua đó Nhật Quỳnh nghe học giáo pháp đó nói là con biết cô Nhật Quỳnh từ hồi 2018 nè, mà bữa Nhật Quỳnh thấy là học giáo pháp chắc lên là con mới có 24 tuổi. Dạ, thì theo Nhật Quỳnh đó là trong đạo tràng này là học giáo pháp là có lẽ là út nhỏ nhất luôn ở trong cái đạo tràng này đó. Nếu mà không đúng thì mời bàn tay học giáo pháp nên chia sẻ bài học ngày hôm nay rồi có thể đính chính được mình có phải là 24 tuổi không, và có chiều nhỏ nhất trong cái lớp học này không. Rồi mời học giáo pháp nha. Nhật Quỳnh thấy giả, Nhật Quỳnh mừng quá, Nhật Quỳnh lật đật buông quýt cái là con chưa ý kiến. Trời ơi, bó tay luôn. Chiếc lá mùa xuân, chiếc lá mùa xuân chạy ra chạy vào bây giờ. Dạ, chiếc lá mùa xuân có thắc mắc gì trong cái bài pháp này không? Alo, chiếc lá mùa xuân đâu rồi? Có một chiếc lá à, có ý kiến gì không? Có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không, chiếc lá mùa xuân? Vậy là chắc không nghe luôn rồi. Vậy là không nghe luôn rồi. Trời ơi, mít Nhật Quỳnh ế quá. Mít Nhật Quỳnh ế quá ế rồi. Dạ, Nhật Quỳnh mời một vị nữa nha. Nếu mà ế nữa thì Nhật Quỳnh xin ý kiến luôn á. Hồng Mai ơi, Hồng Mai có ý kiến không? Alo, Hồng Mai. Hồng Mai còn trước máy không? Rồi, mời Hồng Mai nha. Dạ, em là chị Quỳnh. Dạ, Nam Mô Bích Thay Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính lễ Sư Quán Không, Sư Pháp Trang, Sư Tuệ Đức. Kính chào với cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, thì em có cái câu muốn hỏi Sư là khi mà cái vị này còn nhỏ tuổi thì có phải là vị đó thường là những cái đứa trẻ khi mà bỏ một mình chúng vào trong chỗ nào mà hoang vắng thì đứa trẻ ấy rất sợ, còn vị sư này có thể có lẽ là có phải là họ đã có ba la mật từ kiếp quá khứ đến kiếp này thì đủ duyên thì đến cái vùng đất này, mặc dầu là nó là một cái làng mạc hay là rừng sâu đi nữa thì vị ấy có một niềm tin vững chắc và không có cảm thấy sợ hãi. Và có phải chăng là bởi vì cái làng mạc và cái rừng sâu như vậy thì sẽ như là tạo cho vị đó với sự tu tập, cố gắng tu tập để đạt đến đạo quả giải thoát. Hai chân dạ thưa sư, xin sư cho con biết ạ. Dạ con cảm ơn sư ạ, con thỉnh sư ạ. Sa thủ kính cảm ơn câu hỏi của Hồng Mai, mà chắc có lẽ là ngài bận việc ở dưới chùa rồi không thấy ngài có tín hiệu, mà con thấy Thượng Tọa Quán Không có tín hiệu. Dạ, Thượng Tọa Quán Không có thể cầm mic không bạch sư, có thể trả lời câu hỏi của Hồng Mai không bạch sư? Dạ, con kính nhận mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá.
Con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô, quý thiền hữu trí thức trong đạo tràng. Theo như trong cái tích chuyện á, thì ở trong một cái rừng keo gai, thì keo gai là cái nơi, là cái món ăn thích hợp, rất là thích. Cái hươu cao cổ nó rất là thích ăn cái loại keo gai này. Và đó là cái nơi nó có những cái bụi rầm, có những cái rừng cây keo gai đó, để cho cái hươu cao cổ nó làm thức ăn, nó ăn. Thì chúng ta cũng có thể hình dung được là đó là một cái nơi rất là hoang vắng, rất là đang còn là nguyên sơ. Và trong thanh tịnh đạo của ngài Buddha Gosha, cái sự kiếp mắc á, thì có 18 lỗi của một cái trụ sử của một cái người tu tập theo giáo pháp của Đức Phật. Thứ nhất á, đó là cái nơi ở nó rộng lớn quá, một ngôi chùa rộng lớn. Cái thứ hai á, là mới xây dựng, mới tạo. Cái thứ ba là cái nơi ở đó nó quá tạ tơi, rồi hoặc là gần đường, gần ao, rồi hoặc là có cây lá ăn được, có hoa, có trái, hoặc là có danh tiếng, làm cho nơi gần đô thị, làm cái chỗ mà cho khách thập phương người ta tới du lịch, tham quan du lịch, hoặc là gần cái cây lấy gỗ, hoặc là gần đồng ruộng cày cấy, hoặc có những cái người xung quanh khác nhau, mâu thuẫn nhau, hoặc là gần cận vào, gần biên giới các nước, gần biên giới kinh đô, hoặc là cái nơi không thích hợp. Và cơ bản đó là cái nơi đó thiếu thiền tri thức. Như vậy là cái trụ sử, cái nơi ở nó thích hợp, nó có thiền trí thức, thì rất là thích hợp để cho một cái người tu tập. Cái thứ hai á, là cái tuổi nhỏ thì theo như còn không có biết những cái tài liệu về những cái vị lạc ma ở Tây Tạng á. Alo, trong đạo tràng có còn nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Thiên Vũ, và cảm ơn Hồng Mai, cảm ơn Tina Nguyễn, và cảm ơn Sinh Dược Quỳnh. Thì có những cái vị lạc ma sau khi viên tịch, thì một vài năm sau thì những cái người đệ tử của cái vị lạc ma đó mới tỉnh, mới quan sát, rồi thấy rằng cái vị sư phụ lạc ma của mình đã đầu thai ở một cái gia đình nào đó, ở một cái nơi nào đó, thì người ta tới, rồi người ta thỉnh về, rồi người ta kiểm tra cái đứa bé đó, có thể là 5 tuổi, 6 tuổi hoặc là 7 tuổi. Rồi người ta kiểm tra thì người ta xác định được rằng đây là cái vị lạc ma sư phụ của mình đã đầu thai trở thành một cái đứa bé trong cái kiếp này, và đưa về chùa rồi tiếp tục tu tập.
Còn một một cái vị lạc ma mà con đã đọc lâu rồi, có thể là trước giải phóng, thì đó là một cái được 75 là có một cái vị lạc ma đầu thai ở qua bên Đức, có một cái gia đình của hai vợ chồng có một cái công ty ở bên Đức á. Thì đứa bé đó khi mà những cái vị đệ tử tới để mà gặp cái gia đình người Đức này á, thì ông bà mới nói rằng là con tôi là một cái đứa bé nó không được bình thường, tôi không cho ra ngoài và tôi nhốt ở nhà không à. Rồi thì các vị đệ tử đó vẫn tiếp tục xin được gặp mặt. Thì khi đi vào trong cái phòng của đứa bé thì thấy cái đứa bé đó nó viết những cái chữ ngọt ngọt ở trên tường á, là những cái chữ Tây Tạng và Pali. Thì người cha và người mẹ là người Đức cho nên họ cứ nghĩ rằng con mình là không bình thường. Nhưng mà những cái người đệ tử á, thì thấy rằng đây là sư phụ của mình cho nên là thỉnh về. Và sau đó thì xác nhận được là đây là sư phụ của mình qua cái kiểm tra về những cái gì mà trước đây cái vị lạc ma đó từng sống là từng thói quen, hoặc là có những cái mật cất dấu chìa khóa hoặc cái này cái kia thì đều đứa bé nó đều biết được hết. Thì sau đó thì hai vợ chồng người Đức đó cũng tín tâm mà theo để mà tu học. Đó là trường hợp thứ nhất. Còn trường hợp thứ hai mà còn không được biết đó là trong trong quận 37 Phật Trợ Bồ Đề cũng đề cập đến một cái đứa bé khi mà vào chùa để mà tu học, thì các sư, các vị sư sư phụ thì hướng dẫn cho đứa bé đó học kinh kệ. Thì buổi sáng thì hướng dẫn cho một bài kinh này, thì đứa bé đó lật qua lật lại một nắm bắp hút gì đó rồi là bắt đầu kẹp màu nách và bắt đầu đi ra sân chơi bi, về chơi bằng bi hoặc là chơi tặng lon với mấy đứa nhỏ ở quanh chùa. Thế đến chiều lại thì cái vị mẹ vị sư mới kiểm tra là đã vượt bài kinh nào chưa, thì đứa bé đó đều đọc được cái bài kinh đó một cách rất là thông thuộc, giống như là từng học lâu rồi, bây giờ chỉ ôn lại thôi, lật qua một cái rồi là đi chơi loanh quanh rồi chiều lại là tả bài là thuộc ro. Dạ, thì đó là những cái trường hợp mà có những cái đứa bé nó vẫn có thể nhớ lại được cái kiếp trước của mình. Rồi thì những cái gì mà đã từng tu tập, đã từng học hỏi, từng tu tập á, thì nó vẫn có thể chuyển lại qua cái kiếp sau. Dạ, thì đó là những gì mà còn không được biết, còn không xin chia sẻ với đạo trang. Dạ, thì bây giờ cũng đã 6:31, còn không xin nhưng mà lại chỗ nào ta. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Kha Giá. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Quán Không đã từ bi giảng giải câu hỏi của Xích Hằng Mai. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, hiện tại thì Ngài Trí Đức có việc ở dưới chùa rồi. Con xin phép đạo tràng, con hồi hướng và kết thúc buổi học ngày hôm nay ạ. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng sau khi được thính pháp ạ. Nam mô Bụt Tha giá.
Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Chúng con thành kính lãnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay. Học pháp, thính pháp, kệ kinh, đánh giấy tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ, tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Vô Tát Mát được bền vững lâu dài. Chúng con cũng thành kính dân quả phước này. Đánh giấy tất cả chư thiên, phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tế đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, tỉnh thất chỗ Thượng Tọa Quán Không đang ở, chùa Viên Giác, chư thiên chùa Pháp Quang và chư thiên xung quanh nơi đây. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư trung đức pháp thể kinh an, bồ đề tâm kiên cốt đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đoạn tận khổ tái sanh luân hồi. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng điệu nhau cả thảy. Y đăng quân nhân đi ba ná sa bát cha vô hồ tu. Y đăng quân nhân đi ba ná sa bát cha vô hồ tu. Y đăng quân nhân đi ba ná sa bát cha vô hồ tu. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức quý ngài đã quan lâm vào rùm chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính lãnh lễ dân quả phước chúng con tạo được đến với quý ngài. Cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp kể kinh hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc chư tôn đức thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rơm Phật giáo Nam truyền thành kính lãnh lễ cung thỉnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu ngày mai quang lâm vào rơm theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rơm có nhiều điều sơ thách, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu, hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa, con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài, nhiều quỳnh kính cảm ơn tất cả càng quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rơm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bích Tha Giá, con kính chúc quý ngài, nhiều quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, con xin phép được xuống mít để trong ban điều hành chúng con để bài kinh. Sau đó chúng con cũng xin phép được khép cửa rừng. Kính chào tạm biệt đạo tràng. Di su chin samati manam ta.
Thank you.